Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3041 Rất nhiều tộc nhân của cổ hoang thú đều thấp giọng hô lên, kính sợ nhìn hoang kỳ nhất. Hoang kỳ nhất tâm hơi lạnh, thầm nghĩ, hừ, chú Nam Sơn lại muốn mình cưới hoang dược phi kia, không thể để chuyện đó xảy ra được. Thân phận của mình tôn quý cỡ nào, tuyệt đối không cho phép nàng cô ta đến làm ô uế đợi lát nữa mình sẽ nhân cơ hội giết chết cô ta. Cho dù chú Nam Sơn biết cũng vô dụng, đi thôi, nên để cho họ biết ai mới là vương chi nhất mạch. Hoàng Nam Sơn bay về phía trước. Nhưng người này không ngừng tiếp cận nơi ở của đệ cửu mạch, nhưng họ vẫn không nhìn thấy một bóng người nào. Ha ha ha, không phải là biết chúng ta chuẩn bị đến nên sợ tới mức trốn đi. Tôi nghe nói thực lực mạch chủ của họ còn không bằng một cấm vệ hắc giáp, chúng ta nhiều người như vậy, tới đây như thế này có phải là đang làm khó họ không? Hừ, chính là bắt nạt họ, nhưng họ có thể làm gì chúng ta? mọi người không kiêng nể gì mà thảo luận. Ngay sau đó, cuối cùng họ đã nhìn thấy một ông già xuất hiện trong tầm nhìn. Ông lão thoạt nhìn đã rất già, thân hình đều hơi gập gành, lúc này đang ngồi trên một tảng đá phơi nắng. Thật sự không có tí nhận thức nào. Hoàng kỳ nhất cười lạnh. Lúc nói chuyện, anh ta chuẩn bị xuất thủ, muốn tuyên bố với đan hà cảnh rằng bản thân đã đến. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Nam Sơn bỗng nhiên nắm lấy bả vai Hoàng kỳ nhất, vẻ mặt cứng lại. Cùng lúc đó, ông lão đang phơi nắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đám người hoang kỳ nhất, một cỗ tinh thần lực dao động mờ nhạt từ trên người ông lão tản mát ra ngoài. Mấy người vốn còn đang trào phúng đệ cửu mạch yếu ớt, lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Họ cảm giác được cỗ tinh thần lực mẽ và đáng sợ như thế nào. Tuy này mạnh rằng không đạt tới cấp 8, nhưng cũng chỉ cách cấp 8 không xa. Tinh thần lực thức tỉnh. Hoàng Nam Sơn kinh ngạc nói. Audio điện tử võ tấn bền. Từ trong tinh thần lực của ông lão này, ông ta cảm nhận được một cỗ khí thức không giống nhau, giống như tinh thần lực mà lúc trước ông ta thức tỉnh. Hoàng kỳ nhất cũng bị chấn động. Đệ cửu mạch lại có một ông lão thức tỉnh tinh thần lực. Ở ẩn cho đến bây giờ, họ bỗng nhiên phát hiện khi nãy họ đã đánh giá thấp đệ cửu mạch. Tuy rằng tinh thần lực thức tỉnh, nhưng chưa đạt cấp 8 thì cũng vô dụng. Hoàng kỳ nhất cười lạnh nói. Ông lão nhìn thấy đám người hoang kỳ nhất cũng rất giật mình, chợt hướng về phía căn phòng ở trung tâm hô lên cao tầng tộc quần tới rồi. Hoang kỳ nhất cười lạnh không thôi, cho dù gọi toàn bộ người của đệ cửu mạch lên thì có ích lợi gì. Anh vừa nói xong, một bóng người từ trong phòng đi ra. chương 3042 chú sẽ phòng ấn con. Đây đúng là chuyện rất sốc. Tất cả mọi người đi cùng Hoang Nam Sơn đều bị chấn động. 7, 80 người thức tỉnh. Hơn 10.000 năm nay cả bộ tộc cổ hoang thú cộng lại cũng không nhiều như vậy. Đây là một cỗ lực lượng cường đại đủ để lật đổ cả bộ tộc cổ hoang thú. Có lẽ bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng sau 100 năm nữa, những người thức tỉnh này có lẽ đều có thể đạt tới tinh thần lực cấp 8, những người này đều có thể so sánh với Hoang Nam Sơn. Khi đó không ai có thể làm gì được để cửu mạch. Chú Nam Sơn, đây là tà thuật, nhất định phải giết chết toàn bộ họ. Hoang Kỳ Nhất nói lung tung, chuyện xảy ra trước mắt đã đánh nát tất cả kiêu ngạo của anh ta. Bốp bốp bốp. Con cầm miệng cho chú, dám nói linh tinh, chú sẽ phòng ấn con. Hoàng Nam Sơn liên tục tát vào mặt Hoàng Kỳ Nhất vài cái, quát lớn. Ông ta biết Hoàng Kỳ Nhất không cam lòng, nhưng vốn là người tu hành mà có thể nói ra loại lời này, quá ấu trĩ. Còn nữa, anh ta nói những lời này có khi còn khiến những người đệ cửu mạch nổi giận đến lúc đó họ phải làm sao? 7. 80 người thức tỉnh, hơn nữa, trong đó có mấy người tinh thần lực đạt tới cấp 8. Nếu như họ thật sự ra tay, ngoại trừ hai người ông ta và hoang kỳ nhất, chỉ sợ những người khác đều sẽ vĩnh viễn chết ở đây. Mà hai người họ rời đi, Hoàng Nam Sơn cũng sẽ bị thương nặng. Giờ phút này Hoàng Nam Sơn tức giận nhưng không thể phát tiết. Vốn dĩ họ đến để bước bách để cửu mạch, nhưng khi đối mặt với những người đệ cửu mạch này, ngay cả tức giận cũng không dám nói ra, lúc nói chuyện cũng phải thật cẩn thận. Trường 3043, nhất định phải đoạn tuyệt như vậy sao? Hoàng kỳ nhất không nói gì nữa, sắc mặt âm u, chỉ đành cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm người của đệ cửu mạch. Không chỉ có anh ta, các tộc nhân của mạch khác và 10 vị đại trưởng lão của hội trưởng lão cũng căm phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này còn muốn chọc giận đệ cửu mạch, chỉ có thể là muốn chết. Bấy giờ, Hoàng Tàn Phong cũng từ trong phòng đi ra, đứng ở phía trước mọi người đệ cửu mạch. Ông ta có lẽ là người mạnh nhất trong đệ cửu mạch, lúc này cũng đã thức tỉnh, tinh thần lực đã bước vào cấp 8. Tinh thần lực bất đồng với pháp thuật tu luyện, đôi khi hoàn cảnh càng gian khổ càng có thể rèn luyện ý chí tinh thần của con người. Khóe mắt Hoàng Nam Sơn run rẩy, từ trên người Hoàng Tàn Phong. Ông ta có thể cảm nhận được tinh thần lực mạnh không thua kém mình. Ông ta nuốt nước miếng, Ba chữ, hoang tàn phong, sắp thốt ra cũng nhanh chóng nuốt xuống, trên mặt không còn tư thái kiêu ngạo, nói, mạch chủ tàn phong, đã lâu không gặp. Là một trong những trí cường giả của cổ hoang thú, hoang nam sơn đều gọi thẳng tên các mạch chủ khác mà không chút khách khí. Nhưng lần này, giọng điệu của ông ta lại có phần trịnh trọng, có thể thấy ông ta đang rất kiêng kỵ đệ cửu mạch. Hoang tàn phong nghe nói như vậy, hơi nhướng mày. Ở trong bộ tộc cổ hoang thú, thực lực của ông ta thấp nhất, còn không bằng một người trong cấm vệ hắc giáp. Nhưng hiện tại lại được trí cường giả của bộ tộc cổ hoang thú hoang Nam Sơn này đối đãi bình đẳng như vậy, trong lòng vô cùng thoải mái. Tôi đã không còn là mạch chủ của đệ cửu mạch, sách gấm mà hội trưởng lão ban bố đã nói rất rõ ràng, mạch của chúng tôi đã bị đá ra khỏi tộc quần. Vì vậy, chúng tôi quyết định tự lập bộ tộc mới. Hoang Tàn Phong không chút khách khí nói. Các ông dám. Sắc mặt hoang kỳ nhất đột nhiên thay đổi. Anh ta vô cùng tức giận quát, không có mệnh lệnh của đệ nhất mạch chúng ta, các ông không có tư cách tự lập mạch mới. Như thế là muốn phản tộc sao? Sắc mặt những người khác cũng thay đổi, nếu như hoang tàn phong tự lập mạch mới, vậy họ được gọi là cái gì? Càng đáng sợ hơn là đệ cửu mạch bây giờ đang bày ra tiềm lực và thực lực, chỉ cần qua 100 năm nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với tám mạch của họ. Hơn nữa đệ cửu mạch sẽ ngày càng mạnh, trong hơn 10.000 năm kế tiếp Họ không có khả năng vùng lên. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, họ lập tức sẽ trở thành trò cười của người khác. Sắc mặt Hoang Nam Sơn tái mét, nói: "Nhất định phải đoạn tuyệt như vậy sao?" Hoang Tàn Phong nói: "Là các anh đoạn tuyệt với chúng tôi trước." Ông ta lạnh lùng nhìn Hoang Kỳ nhất, khinh thường nói: "Anh chưa tới trăm tuổi đã có loại thực lực này, tự cho mình có tư thế vương giả." Nhưng theo tôi thấy, cũng chẳng là gì cả. Anh Đường đã giúp mạch của chúng tôi có mấy người chỉ 7, 8 tuổi đã thức tỉnh. Thức tỉnh có gì đặc biệt ạ? À? Cháu chỉ mới 6 tuổi mà cháu đã thức tỉnh rồi. Anh Đường nói 20 năm nữa, cháu sẽ vượt qua ông. Một cô bé nói bằng âm thanh trong trẻo. Mũi của cô bé còn đang chảy nước mũi, ngồi trên mặt đất chơi với mấy viên đá vô cùng nhỏ. Chương 3044 thật không biết xấu hổ nhưng khí tức từ trên người cô bé tản ra lại làm cho người ta không dám xem thường, cô bé cũng là một người thức tỉnh. Hoàng kỳ nhất trợn mắt nhìn, các ông. Đây đúng như tự vẽ vào mặt mình. Anh ta bày ra tư thế vương giả, nhưng khi ở chỗ này, ní không đáng một xu. Hoàng Nam Sơn nhìn chằm chằm hoang tàn phong, thở dài, nói, gọi anh đường ra đây, chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút hoàng tàn phong lạnh lùng nói anh đường không có gì để nói chuyện với các ông hoàng nam sơn trầm giọng nói hoàng tàn phong ông đừng quá đáng cá chết lưới rách đều không hề tốt đối với anh và tôi ông muốn nói chuyện gì với tôi ngay khi hoàng tàn phong chuẩn bị từ chối lần nữa đường tuấn từ trong phòng đi ra hoàng dược phi đỡ anh chậm rãi từ trong phòng đi ra lúc này sắc mặt đường tuấn vô cùng tái nhợt không có khí sắc liên tục thức tỉnh tinh thần lực cho bao nhiêu tộc nhân của đệ cửu mạch như vậy đúng là một gánh nặng rất lớn đối với anh. Anh chính là anh Đường. Nhìn thấy bộ dáng này của Đường Tuấn, ánh mắt Hoang Nam Sơn thay đổi. Đi cùng Đường Tuấn, còn có đám người hoang vô dục. Sắc mặt của mấy người họ đều rất khó coi. Ánh mắt của họ nhìn Đường Tuấn cũng càng tràn ngập vẻ sợ hãi. Người này thực sự đã làm điều đó. Anh ta đã giúp toàn bộ người của đệ cửu mạch mạnh lên chú Nam Sơn, chính là anh ta, mặc kệ phải trả giá gì, nhất định phải bắt anh ta trở về. Hoàng vô dục hét to. Hoàng Nam Sơn gật gật đầu, đường Tuấn nắm giữ pháp môn đáng sợ này, đây là chuyện không tốt đối với sự ổn định của cả tộc quần cổ hoang thú. Ông ta trầm giọng nói, anh đường, hơn 10.000 năm qua, chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu pháp môn thức tỉnh. Chúng tôi đang nghi ngờ anh trộm thành quả hơn 10.000 năm nay của chúng tôi, mời anh đi với chúng tôi một chuyến, nếu anh trong sạch chúng tôi sẽ nhận lỗi và bồi thường cho anh vừa nghe lời này hoàng kỳ nhất điên cuồng nói không sai nhất định là anh lấy trộm thành quả nghiên cứu của chúng tôi nếu không tại sao anh có thể nắm giữ pháp môn này lập tức trở về với chúng tôi một chuyến sắc mặt của hoang tàn phong và những người đệ cử mạch thay đổi vô cùng khó coi thật không biết xấu hổ họ cũng nghĩ đám người hoang nam sơn sẽ dùng tất cả các biện pháp nhưng chưa từng nghĩ tới ông ta không biết xấu hổ đến trình độ này. Nếu bộ tộc cổ hoang thú có loại pháp môn này, sao đệ nhất mạch chỉ mới có hoang kỳ nhất là thức tỉnh tinh thần lực? Vô sỉ. Trường 3045, vậy chúng tôi chống đỡ nửa giờ cho cậu. Hoang tàn phong, ông cho rằng ông là ai chứ? Cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Đúng vậy, hoang tàn phong, tốt nhất ông nên nhận rõ hiện thực, người mà ông gọi là anh đường này trộm thành quả nghiên cứu của bộ tộc chúng ta. Nếu như ông giao anh ta ra, chúng ta còn có thể cân nhắc cho các ông trở về làm đệ cửu mạch. Hoang tàn phong, ông thật nhu nhược, người của các ông chỉ vừa thức tỉnh không lâu, ông cảm thấy các ông có thể ngăn cản được sự liên thủ của chúng ta sao? Hoang tàn phong vừa nói xong, các trưởng lão trong hội trưởng lão và các tộc nhân khác đều nói. Giờ phút này, dưới sự hấp dẫn của pháp môn thức tỉnh, họ đều không quan tâm cái gì. Hoang tàn phong hơi giật mình, thân thể của đường Tuấn cũng là điều mà ông ta lo lắng. Nếu không, ông ta đã sớm để cho tộc nhân ra tay với đám người hoang Nam Sơn. Ông ta chỉ sợ không cẩn thận làm đường Tuấn bị thương. Anh đường, anh cần bao lâu mới có thể khôi phục? Hoang tàn phong truyền âm hỏi. Đường Tuấn nói, khoảng nửa giờ đồng hồ nữa. Hôm nay sức lực của anh đã tiêu hao quá lớn, nếu như đánh nhau bình thường thì anh cũng không sợ. Nhưng Hoàng Nam Sơn là người đạt tinh thần lực cấp 8, hơn nữa thực lực của ông ta cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như ra tay, chỉ sợ ở trong thế giới nhỏ thai ngén ra sinh mệnh, là một cường giả vô địch cấp bậc như hứa vô Sơn. Một khi động thủ, nếu như không cẩn thận thì anh có thể sự sẽ bị thương. Vậy chúng tôi chống đỡ nửa giờ cho cậu. Hoàng Tàn Phong trầm giọng nói. Ha ha ha, các ông liệu có chống đỡ được nửa giờ đồng hồ không? Hoàng Nam Sơn bỗng nhiên hét lên, hoang tàn phong sợ hãi, hóa ra hai người họ truyền âm nói chuyện đã bị đối phương nghe được. Tu vi của Hoàng Nam Sơn vượt xa so với sự tưởng tượng của ông ta. Sứt lời, tinh thần lực của Hoàng Nam Sơn xuất hiện, đồng thời, sau lưng một thế giới nhỏ từ trong hư không hiện ra, trong nháy mắt hư không bị phong tỏa. Trong tay Hoàng Nam Sơn xuất hiện một tòa tháp nhỏ, trên thân tháp ngân quang lấp lánh, phong ấn trên hư không vô cùng nghiêm ngặt. Đây không khác gì tinh thần công kích, hoang vô dục, hoang thái thức và các tộc nhân mạch khác có tu vi hơi yếu một chút trong nháy mắt đã bị chấn áp. Ngay cả hoang tàn phong có tinh thần lực thức tỉnh, đột phá đến cấp 8 cũng cảm giác được tinh thần lực bị chấn áp, có chút khó chịu. Là tinh thần bí bảo, trong tay hoang nam sơn lại có thần vật này. Hoang tàn phong nhìn chầm chầm tòa tháp nhỏ màu bạc, trên mặt ông ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như bình thường, ông ta tập hợp lực lượng của toàn bộ đệ cửu mạch, cũng có thể bảo vệ đường Tuấn. Nhưng hiện tại Hoang Nam Sơn lại sử dụng tinh thần lực bí bảo, thực lực của Hoang Nam Sơn chắc chắn cao hơn họ nhiều lần. Dốc hết toàn lực cũng không thể để chuyện gì xảy ra với anh đường. Hoang tàn phong quát, chương 3046 thời gian trôi qua từng chút một. Tộc nhân đệ cửu mạch đồng thời gật đầu, thúc giục tinh thần lực vừa thức tỉnh của họ, cùng nhau chống cự áp lực tinh thần này. Hừ, tôi muốn xem các ông có thể kiên trì bao lâu. Kỳ nhất, con mau nhau giúp chú. Hoàng Nam Sơn cười đều. Sau khi Hoàng Kỳ nhất kịp phản ứng, anh ta cũng rót tinh thần lực của mình vào trong tháp nhỏ màu bạc. Những người khác không bị áp bức tinh thần cũng ra tay, cùng nhau thúc giục tháp nhỏ màu bạc, họ đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được đường Tuấn trước khi anh khôi phục. Phù, phù, phù. Dưới sự áp bức của tinh thần lực cường đại này, tộc nhân đệ cửu mạch bắt đầu không thể kiên trì được có vài người khóe miệng đã chảy máu thân hình hơi lung lay như sắp đổ anh hoang dược phi nhìn thấy khóe miệng hoang vũ cũng chảy máu thân sắc trong mắt ảm đạm vài phần lo lắng kêu lên đây là tình trạng vết thương của tinh thần lực rất khó chữa trị nhưng cho dù như thế người của đệ cửu mạch vẫn cắn răng cố gắng kiên trì thời gian trôi qua từng chút một các tộc nhân của đệ cửu mạch càng ngày càng nhiều người bị thương, nhưng không ai dừng lại. Đáng chết, những người này là muốn chết sao? Hoàng Nam Sơn thầm oán hận trong lòng. Tinh thần bí bảo tuy mạnh, nhưng thúc dục cũng tiêu hao năng lượng rất lớn. Bây giờ, nếu như không thể đè bẹp người của đệ cửu mạch trước, vậy họ sẽ bị tinh thần lực cắn trả, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Lúc ấy, họ sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không được rồi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhất định phải để cho anh mang bảo vật chấn tộc tới đây, nhất định sẽ bắt được đối phương. Còn đệ Cửu Mạch, nhân cơ hội để cho họ lập lời thề linh hồn, mãi mãi trung thành với đệ nhất mạch của chúng ta. Hoàng Nam Sơn lập tức quyết định. Trên một tòa nhà cao nhất ở Dương Thần vực. Trong nhà bày các loại nhạc cụ, có đàn sắt, trống sinh, có thị nữ xinh đẹp đang đàn tấu, tiếng hát của họ nhàn nhạt quanh quẩn trong căn phòng, âm thanh cứ vang vẳng bên tai. Có hai người ngồi trên gác xếp, một người cao lớn, mặc áo khoác màu xanh đậm, ăn mặc nho nhã, thư sinh. Còn người kia lại mặc khôi giáp, đeo đao kiếm, là một tướng quân trên chiến trường. Đây không phải ai khác, mà là tướng quân chấn thủ táng tinh cổ địa hứa Vô Sơn. Vô Sơn, không phải ông đang canh giữ táng tinh cổ địa sao, sao đột nhiên về làm gì? Người đàn ông nhìn nho nhã, thư sinh hỏi. Hứa vô sơn thở dài, nói tôi đi tìm cơ hội để trở thành thần quân, độc cô lão ma đã đi trước tôi một bước trở thành thần quân, nếu tôi không nhanh lên sẽ bị tụt lại phía sau. Người đàn ông nhìn nho nhã, thư sinh nói, chuyện táng tinh cổ địa tôi cũng biết một ít, độc cô lão ma đúng là quá kiêu ngạo. Nhưng ông muốn tìm cơ duyên trở thành thần quân, ông tới tìm tôi cũng vô dụng. Trường 3047, thật to gan hứa vô sơn bày ra cấm chế cách âm ở xung quanh trầm giọng nói tôi phát hiện một chỗ thần bí rất có thể là kỷ nguyên trước còn sót lại nhưng tôi bị ngăn cách với bên ngoài nên tới tìm anh giúp đỡ sắc mặt người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh khẽ thay đổi nói dĩ nhiên là ma địa kỷ nguyên trước còn sót lại xác suất trở thành thần quân rất lớn nhưng muốn vào nơi này muốn trở thành thần quân cũng phải trải qua nguy hiểm không nhỏ hứa vô sơn gật đầu nói cho nên tôi chuẩn bị mời bác sĩ đường cùng đi sắc mặt người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh lại thay đổi nói bác sĩ đường chẳng lẽ là bác sĩ đường có hai loại y thuật nghịch thiên sao hứa vô sơn nói đúng vậy ở táng tinh cổ tôi quen biết anh ta nếu như mời anh ta hỗ trợ chắc chắn không xảy ra vấn đề gì khi nào anh rảnh rỗi tôi giúp anh tiến cử đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau tới ma địa nói không chừng nhân cơ hội này anh có thể bước ra một bước người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh vui mừng nói thật tốt quá nếu như có thể gặp bác sĩ đường một lần tôi cũng có vấn đề muốn hỏi anh ta bây giờ anh ta đã được trung ương tinh hà coi là người có hy vọng trở thành thần bác sĩ thứ sáu thật sự đáng kinh ngạc hứa vô sơn nói y thuật của bác sĩ đường đúng là rất kinh người người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh nói vậy ông chờ tôi hai ngày tôi muốn xử lý xong chuyện trong tộc sẽ cùng anh đi tìm bác sĩ đường hứa vô sơn gật gật đầu ông ta đã dậm chân ở bước này quá nhiều năm cũng không tiếc một hai ngày này nhưng người đàn ông trung niên nhìn nhau nhã thư sinh vừa nói xong nét tươi cười trên mặt biến mất vỗ đầu gối cả tòa gác xếp lắc lư quát thật to gan hứa vô sơn nhíu mày nói chuyện gì xảy ra vậy người đàn ông trung niên nhìn nhau nhã Thư sinh nói, có người trộm thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng ta, bây giờ còn cấu kết với đệ cửu mạch đang đối đầu với Nam Sơn. Tình huống khẩn cấp, tôi phải tới xem như thế nào. Hả? Hứa vô Sơn hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, bộ tộc cổ hoang thú các anh ở thế giới lớn này có thể nói là bá chủ, vậy mà lại có người dám trộm thành quả nghiên cứu của các anh. Khiêu khích các anh như thế, xem ra lá gan của người này rất lớn. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh quái dị, âm trầm nói, người này đúng là lớn mật. Bây giờ tôi nhất định phải tới ngay, nếu không mấy người Nam Sơn sẽ gặp nạn mất. Hứa Vô Sơn đứng dậy theo, cười nói, tôi đi theo anh xem thử, rốt cuộc ai lớn mật dám trêu chọc bộ tộc cổ thú hoang các anh. Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh do dự một lát rồi gật đầu nói, được thôi. Thực lực của người này không tệ, đến lúc đó ông có thể giúp đỡ chúng tôi. Hứa Vô Sơn khoát tay áo, nói, "Không sao. Ông ta tới tìm người giúp đỡ, nếu như có thể giúp đối phương một việc nhỏ vào lúc này, cũng rất vui vẻ." Chương 3048 đệ cửu mạch sắp sụp đổ rồi. Thân sắc của Hoang Kỳ nhất bối rối, vốn dĩ anh ta tưởng rằng lần này đi tới Đan Hà cảnh sẽ rất dễ dàng, không nghĩ tới sẽ một đợt ba khúc, hiện tại còn có nguy cơ chết. Hoang Nam Sơn lạnh lùng đến, "Chú đã thông báo cho cha của con, anh ấy sắp tới." ngoại trừ anh ấy ra, còn có tướng quân Táng Tinh cổ địa hứa vô sơn, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Sự sụp đổ của đệ cửu mạch là điều không thể thay đổi. Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa. Hoàng Kỳ nhất vui mừng, ánh mắt quét về phía người của đệ cửu mạch, anh ta mới là vương giả của bộ tộc cổ hoang thú, tuyệt đối không cho phép còn có người khác thức tỉnh. Chỉ cần nắm trong tay thức tỉnh pháp môn, đến lúc đó sẽ giết chết người của đệ cửu mạch. Anh Đường anh khôi phục bao nhiêu rồi. Hoàng Tàn Phong lúc này cũng đã bị thương, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến tình huống của Đường Tuấn hơn. Đường Tuấn bỗng nhiên nhìn lên không trung, nhẹ nhàng thở dài, nói có người tới. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung, chính là Hứa Vô Sơn và người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh. Là tộc trưởng Hoang Vô Tẫn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh, Sắc mặt đám người hoang tàn phong đột nhiên thay đổi. Họ biết người vừa tới là ai? Chính là mạch chủ của đệ nhất mạch, cũng là cường giả của cả bộ tộc cổ hoang thú Hoang Vô Tấn, cấp bậc vô địch. Đường Tuấn lại không nhìn về phía Hoang Vô Tấn, mà nhìn về phía Hứa Vô Sơn, vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu với đối phương. Hứa Vô Sơn cũng ngạc nhiên, ông ta không nghĩ có thể gặp được Đường Tuấn ở chỗ này. Hoang Vô Tấn không để ý biểu cảm của Hứa Vô Sơn mà chỉ vào đám người Đường Tuấn và Đệ Cửu Mạch nói: "Vô Sơn, người này chính là kẻ trộm lấy kết quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng ta, những người khác lại là tộc nhân của Đệ Cửu Mạch vừa bị bộ tộc chúng tôi đá ra khỏi tộc quần." Đám người Nam Sơn đang dùng tinh thần bí bảo trấn áp đối phương, đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Lát nữa tôi ra tay bảo vệ Nam Sơn, ông giúp tôi trấn áp những người khác. Ngoại trừ tên ăn cướp kia, nếu những người khác dám chống cự, ông đều có thể giết." hứa vô sơn khẽ gật đầu thôi xong rồi đợi lát nữa chúng tôi sẽ chết ngăn cản đối phương anh đường anh mau chạy trốn hai cường giả ấy cấp bậc vô địch thực lực hiện tại của chúng tôi không ngăn cản được ông trời ơi vì sao ông lại bất công như vậy hoang tàn phong gào thét ông để anh đường cho chúng tôi hy vọng nhưng ông lại phá vỡ hy vọng của chúng tôi nhanh như vậy đám người hoang vô dục cười lạnh nói các người xong rồi hai vị cường giả vô địch cấp đồng thời xuất thủ ai có thể ngăn cản chứ để cửu mạch sắp sụp đổ rồi anh đường có cần tôi ra tay hay không giọng nói của hứa vô sơn vang lên trong đầu đường tuấn đường tuấn hơi giật mình chợt gật gật đầu nói vậy thì cảm ơn tướng quân hứa hứa vô sơn nói không cần khách khí vô sơn cùng nhau ra tay đi Hoàng vô tấn quát trộm thành quả nghiên cứu của tộc ta buông tay chịu trói đi. Âm âm, chương 3049, cậu cảm thấy tôi sẽ nhìn lầm sao? Ông ta vừa dứt lời, hứa vô sơn đã ra tay. Một ánh đao từ trên không trung rơi xuống, hào quang rực rỡ, như muốn chém trời đất thành hai nửa. Trong nháy mắt, đao chém lên đỉnh đầu đám người hoang Nam Sơn, tòa tháp nhỏ màu bạc phát ra một tiếng kêu, không chịu nổi gánh nặng nên vỡ vụn. Đám người hoang Nam Sơn bị đánh mạnh như vậy, không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, khí tức đã cạn kiệt. Trong nháy mắt, không khí trở nên tĩnh mịch. Ngoại trừ đường Tuấn và hứa vô sơn ra, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Đây không phải là người hoang vô tấn dẫn tới sao? Tại sao ông ta có thể ra tay với những người hoang nam sơn? Khuôn mặt hoang vô tấn trở nên dữ tợn đáng sợ, gân xanh nhảy lên, chỉ hứa vô sơn, quát hỏi, hứa vô sơn, ông có biết mình đang làm gì không? Hứa vô sơn lạnh lùng nói, tôi biết mình đang làm cái gì. Chỉ có ông mới không biết bản thân đang làm gì. Hoàng vô tấn nói, tôi đang bắt kẻ trộm thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng tôi. Hứa vô sơn nói, ha ha ha, thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc các ông có điều gì thú vị mà khiến cả bác sĩ đường tuấn nắm giữ y thuật cấp nghịch thiên phải mạo hiểm trộm cắp hoang vô Tấn nói ông thì hiểu cái gì chứ cái gì ông nói anh ta là ai ông ta vừa nói được một câu đột nhiên phục hồi tinh thần lại hứa vô sơn chỉ vào đường tuấn nói anh ấy chính là bác sĩ đường tuấn ông cảm thấy anh ấy sẽ đánh cắp thành quả nghiên cứu của bộ tộc các ông hay sao hả làm sao có thể không chỉ là hoang vô Tấn, trong đầu đám người hoang kỳ nhất cũng hiện lên suy nghĩ như vậy họ biết rõ bác sĩ Đường Tuấn là ai. Không chỉ là người có y thuật nghịch thiên, mà còn thay đổi cục diện đại chiến của táng tinh cổ địa. Cả Trung ương tinh hà, danh tiếng của Đường Tuấn bây giờ cũng không kém gì ngao vấn thiên và đạo nhất thần tử. Rất nhiều thần quân đều muốn có quan hệ với Đường Tuấn. Có thể nói, một câu nói của Đường Tuấn cũng không thua kém gì thần quân. Thế nhưng, tại sao người như vậy lại có thể xuất hiện ở đây, còn có quan hệ với đệ cửu mạch? không thể có chuyện ấy được, làm sao anh ta có thể là bác sĩ Đường Tuấn? Hoàng Kỳ Nhất hoàn toàn không tin vào việc đang xảy ra trước mắt. Dù sao cách vu khống Đường Tuấn là anh ta đưa ra, anh ta mới là người khởi sướng. Hứa Vô Sơn lạnh lùng nói, cậu cảm thấy tôi sẽ nhìn lầm sao? Ông ta chất vấn Hoàng Vô Tấn, nói ông có dám lặp lại những gì ông vừa nói không? Bác sĩ Đường Tuấn trộm thành quả nghiên cứu của gia tộc các ông. Hoàng vô tấn không trả lời được, tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta chỉ có thể tin. Sau đó ông ta tự nhận bản thân xui xẻo, ai có thể ngờ được đệ cửu mạch sắp tan vỡ lại có mối quan hệ với bác sĩ Đường Tuấn danh tiếng gần đây. Trường 3050, vậy thì các người muốn như thế nào? Hoàng vô tấn cảm thấy mình đã cúi đầu rồi lẽ ra Đường Tuấn nên bỏ qua nhưng không ngờ rằng vừa mới nói xong, Đường Tuấn lại cười lạnh nói, tôi suýt nữa đã bị bọn họ giết rồi, Dược Phi và những người khác cũng suýt chút nữa đã bị giết chết. Một câu nói xin lỗi quá dễ dàng của ông để bác bỏ chuyện này có phải quá nhẹ rồi không? Ngoặc kép. Vậy thì cậu muốn như thế nào? Cùng lắm tôi sẽ một lần nữa để cho đệ cửu mạch vào tộc quần thú hoang cổ đã chúng tôi. Hoang vô tẫn nghiến răng nói. Đường Tuấn khinh thường nói, ông cho rằng hiện nay đệ cửu mạch cần một chút bố thí này của các ông sao? Ông hỏi xem bọn họ có muốn hay không? Hoang Tàn Phong lắc đầu nói, tôi không muốn, chúng tôi đã định là một dòng dõi tự lập rồi. Trong vài ngày ngắn ngủi này, ông ta đã hiểu rõ dòng dõi của mình không được hoan nghênh như thế nào trong dòng dõi thú hoang cổ đại, đã bị đá ra khỏi tộc quần mà không có một người nào lên tiếng bênh vực bọn họ. Một tộc quần như vậy không đáng để bọn họ ở lại. Mà hiện tại bọn họ cũng không cần dựa vào tộc quần. Với thực lực bây giờ của đệ cửu mạch, bọn họ hoàn toàn có năng lực tạo nên vinh quang trong thời gian ngắn. Sau mấy trăm năm nữa dòng dõi nào mới là chính thống của thú hoang cổ đại còn chưa chắc chắn được. Sắc mặt Hoang Vô Tấn tái đi, ông ta nhìn Hứa Vô Sơn ở bên cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào, biết rằng hôm nay không thể tử tế được nữa. Ông ta nghiến răng trầm giọng nói, vậy thì các người muốn như thế nào? Đường Tuấn chỉ vào hoang tàn phong và các tộc nhân khác của đệ cửu mạch rồi nói, trả lại tự do cho bọn họ và để bọn họ lập dòng dõi của riêng mình. Từ nay về sau, dòng họ của bọn họ cũng là một dòng dõi của thú hoang cổ đại nhưng không có liên quan gì đến các người nữa. Để đảm bảo an toàn cho bọn họ thì ông phải lập lời thề. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Hoang vô tấn cân nhắc hồi lâu rồi đáp. Ông ta cũng biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Ở suy nghĩ ở một góc độ khác, tiềm lực của đệ cửu mạch hiện nay quá lớn, không cần đến 100 năm mà chỉ cần vài năm nữa thôi thì dòng dõi bọn họ sẽ không thể trấn áp đối phương nữa rồi. Đến lúc đó, thậm chí sẽ xảy ra tình huống dòng họ bọn họ buộc phải thoái vị, cục diện đó chỉ càng thêm xấu hổ, thay vào đó, tốt hơn là nên tận dụng cơ hội để thỏa hiệp. Đương nhiên trong lòng Hoàng Vô Tấn cũng rất hối hận nếu như vài năm gần đây bọn họ không hà khắc với đệ cửu mạch như vậy thì có lẽ hôm nay bọn họ vẫn còn có cơ hội kiểm soát đệ cửu mạch. Sau khi Hoàng Vô Tấn lập lời thề xong, Hoàng Tàn Phong và những người của đệ cửu mạch im lặng một lúc, sau đó một âm thanh điên cuồng mới nổ ra. Dòng dõi tự lập có nghĩa là bọn họ vẫn là một dòng dõi được công nhận bởi thú hoang cổ đại, có đủ tư cách để ngang hàng với đệ nhất mạch chỉ là không còn chịu sự kiểm soát của bọn họ nữa đây là mong ước được ấp ủ từ lâu của dòng dõi bọn họ trong rất nhiều năm qua. Hoang dược phi nước mắt giàn ruộng, ngay cả hoang tàn phong một người đàn ông mạnh mẽ và có khí chất thì đôi mắt cũng đỏ hoe. Cậu đường, cậu có thể cho tôi biết là tại sao không? Với thân phận của cậu không cần thiết phải gia nhập với họ đúng không? Vẻ mặt của hoang vô tấn tối sầm lại, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm và khó hiểu, không nhịn được liền hỏi audio điện tử võ tấn bền hết chương 3050